Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Mai Khôi. Ngày hôm nay Mai Khôi vào bếp làm món mì ý hải sản sốt cà chua. Làm món này rất là nhanh và gọn lẹ mà có một món mì ý thơm ngon. Bây giờ mời các bạn vào bếp cùng với Mai Khôi làm món này ha. Mì ý nó có rất là nhiều loại với lại nhiều hình dáng khác nhau. Ở đây Mai Khôi có loại mì spaghetti sợi dài như thế này và một ống nui như thế này. Đó, cái ống nuôi này thì bên mình hay nấu chung với lại súp sườn hoặc là súp bò viên đó, rất là ngon luôn. Thì các bạn dùng loại nào cũng được. Mai Khôi sẽ dùng loại mì spaghetti nha. Rồi về hải sản thì Mai Khôi có tôm và mực, tổng cộng là 600 g. Thì các bạn có thể dùng tôm không hoặc là mực không cũng được, cái này dùng theo sở thích của gia đình thôi. Tiếp đến Mai Khôi có là cà chua đóng hộp, ở đây là 400 g. Thì các bạn không có cà chua đóng hộp, các bạn dùng cà chua tươi ha. Rồi Mai Khôi có ở đây là hành tây băm nhỏ và tỏi băm nhỏ. Cái này giúp cho thơm đó. Rồi Mai Khôi có là bơ để nấu. Các bạn không có bơ, các bạn dùng dầu cũng được. Rồi Mai Khôi có lá ngò tây, lá kinh giới cay và lá húng quế tây. Đây là ba cái loại lá nó giúp cho món sốt nó thơm ngon hơn. Rồi bây giờ Mai Khôi sẽ đi nấu nha. Mấy Khôi có một cái nồi nước ở đây, thì cái nồi nước này là để đi luộc mì. Mấy Khôi cho vào đây 1/2 muỗng cà phê muối. Mấy Khôi cho vào đây một ít dầu olive để lát nữa cho mì vào nó sẽ không có bị dính vào nhau. Rồi Mấy Khôi đậy nắp lại và nấu cho nước nó sôi. Cái mì spaghetti này trên cái hộp nó sẽ đề cái thời gian để nấu là 9 phút. Nhưng mà thường 9 phút ra là mì nó vẫn còn cái độ cứng, tại vì người Ý người ta ăn mì như vậy. Thì đây là cái nước nó đã sôi, Mấy Khôi cho mì vào. Và Mấy Khôi sẽ luộc cho tới khi nào cái mì này nó mềm như Mấy Khôi mong muốn. Tại vì nếu mà cứng á, thì hai bằng nhỏ nhà Mấy Khôi khó ăn, cho nên Mấy Khôi sẽ luộc nó mềm ra luôn. Nhưng mà không phải là quá mềm nha các bạn, nó vừa mềm tới thôi. Sau khi luộc khoảng 12 phút á, Mai Khôi bây giờ sẽ mở ra và kiểm tra xem cọng mì này nó đã mềm như ý Mai Khôi muốn hay chưa. Thì Mai Khôi gấp lên một cọng mì, rồi dùng tay ấn vào cọng mì mà thấy mềm là được nha. Đó, thấy mềm rồi. Vậy là Mai Khôi tắt bếp và cho cái mì này ra rổ. Thì cái mì ý này các bạn cho ra rổ nhưng mà không có xả qua nước lạnh. Các bạn chỉ để cái vòi nước lạnh bên cạnh cái rổ để giúp cho nó không, khi mà mình đổ nước sôi vào đó thì nó không làm hư cái đường ống nước đó. Rồi bây giờ Mai Khôi lắc cái rổ này để cho cái nước luộc mì nó đi ra hết và cho cái mì này vào trở lại cái nồi lúc nãy luộc mì á. Rồi Mai Khôi đậy nắp lại để giữ cho cái mì này nó được ấm nóng nha. Mai Khôi có một cái chảo và cho bơ vào, thì bơ nó đã tan chảy ra gần hết rồi. Lúc này Mai Khôi cho cái phần hành tây băm nhỏ và tỏi băm nhuyễn, thì cho mỗi thứ một phần ít thôi Mai Khôi cho vào. Mai Khôi phi cho tỏi hành này nó thơm lên nha. Khi phi tỏi hành nó đã thơm thì bây giờ Mai Khôi cho phần mực và tôm vào để nấu. Sau khi đảo tôm và mực lên, Mai Khôi nêm vào đây khoảng 1/2 muỗng cà phê muối và 1/2 muỗng cà phê đường. Mấy Khôi đảo lên và nấu cho mực tôm này nó chín khoảng 80% nha. Khi thấy tôm và mực nó đã chín được khoảng 80% thì Mấy Khôi tắt bếp và cho phần tôm mực này ra một cái tô. Và Mấy Khôi dùng lại cái chảo mà xào tôm mực đó, Mấy Khôi cho phần bơ còn lại vào trong cái chảo này, đợi cho bơ nó tan chảy ra hết nha. Khi bơ đã tan chảy ra hết thì Mấy Khôi cho phần hành tây băm nhuyễn và tỏi băm nhuyễn còn lại cho hết vào trong cái chảo này. Mấy Khôi phi cho tỏi hành này nó thơm lên nha. Bây giờ cái mùi tỏi và hành nó rất là thơm thì Mấy Khôi cho cái lá ngò tây này vào trong cái chảo là 2 muỗng cà phê đầy vun luôn. Tiếp đến là lá kinh giới cay thì Mấy Khôi cho vào đây khoảng 1/2 muỗng cà phê. Nếu các bạn muốn thơm hơn, các bạn cho 1 muỗng cà phê luôn cũng được. Và lá húng quế tây thì Mấy Khôi cho vào đây 1 muỗng cà phê nha. Mấy Khôi đảo cái hỗn hợp này trong vòng 30 tới 45 giây để cho mấy cái lá này nó được dậy mùi thơm lên.
Bây giờ Mai Khôi cho vào trong cái chảo này là phần cà chua hộp. Cà chua hộp này thì nó đã mềm sẵn rồi các bạn. Còn nếu các bạn dùng cà chua tươi thay cho cà chua này đó thì các bạn nhớ bằm nhỏ hay là cắt nhỏ nó ra để rút ngắn thời gian nấu nha. Rồi Mai Khôi cho vào một chút xíu nước, tại vì tráng cái dĩa đó nó còn sót lại cái phần cà chua. Bây giờ Mai Khôi đảo lên cho phần lá tỏi hành nó hòa quyện với cái sốt cà chua này. Rồi mới khôi đậy nắp lại và nấu cho cái nước sốt này nó sôi lên. Rồi sốt cà chua của mấy khôi đã sôi lên như thế này thì bây giờ mấy khôi dặm cho cái cà chua nó nát ra đó các bạn. Tại nó mềm lắm, cà chua hộp nó mềm lắm. Đó mấy khôi chỉ cần lấy cái vá và dặm như thế này là cà chua nó đã nát ra luôn rồi. Khi thấy cà chua nó đã nát ra thì mấy khôi nêm vào đây 1 phần 2 muỗng cà phê muối. Còn về phần đường thì mấy khôi nêm nó phụ thuộc vào cái nước cà chua nó ngọt hay là nó chua nữa. Tại nhiều trái cà chua nó sẽ rất là chua mà nhiều trái thì nó ngọt. Cho nên mấy khôi sẽ dựa theo cái cà chua mà nêm thêm đường. Thì mấy khôi cho vào đây khoảng 2 muỗng cà phê đường cát. Rồi mấy khôi nấu cho cái phần muối và đường này nó tan ra ha. Mấy khôi nấu cho muối đường nó đã tan ra hết và cái nước sốt nó đã sệt lại một chút xíu như thế này. Thì bây giờ mấy khôi cho cái phần tôm mực vào trong cái chảo sốt cà chua nha. Mấy khôi trộn cho mực tôm này nó thấm đều cái sốt cà chua và nấu với lửa nhỏ trong vòng 2-3 phút để cho các nguyên liệu gia vị nó được hòa quyện với nhau. Bây giờ mấy khôi nêm lại để xem cái nước sốt này nó đã vừa ăn hay chưa. Mấy khôi thấy nó hơi lạc so với cái khẩu vị của mấy khôi. Cho nên mấy khôi nêm vào đây thêm khoảng 1 phần 2 muỗng cà phê muối. Rồi đợi cho muối này nó tan ra hết rồi mới nêm lại một lần nữa. Mấy khôi nêm lại thì thấy nó vẫn còn thiếu cái vị mặn. Mấy khôi cho thêm vào muối ở đây. Thì nói chung các bạn nêm theo khẩu vị gia đình. Thì cái sốt này các bạn nêm cho nó đậm đà một chút. Tại vì lát nữa còn bỏ cái mì vào. Còn nếu các bạn nêm nó vừa ăn thì bỏ mì vào nó sẽ bị lạc nha. Nhưng mà lát nữa còn nêm, các bạn cho mì vào các bạn cũng có thể nêm lại. Cho nên các bạn đừng có cho nó quá nhiều muối, lát nữa chữa không có được. Rồi sau khi thấy nó đã vừa ăn thì mới khôi cho cái chảo này qua một bên. Và cho cái nồi mì lúc nãy đã nấu chín mới khôi cho vào đây. Tại vì do cái chảo nhà mấy khôi nó nhỏ cho nên cho mì vào trực tiếp ngay chảo không có đủ. Thì bắt buộc mấy khôi phải dùng cái nồi nấu mì. Còn nếu cái chảo của nhà các bạn nó to thì các bạn có thể cho cái mì này vào trực tiếp trên chảo luôn. Còn bây giờ mấy khôi cho cái chảo sốt cà chua hải sản vào trong cái nồi mì này nha. Bây giờ mới khôi trộn các nguyên liệu này lên để cho mì nó được thấm đều với cái sốt đó. Thì lúc này mới khôi vẫn để lửa số 3 trên số 9, tức là lửa nhỏ thôi. Còn nếu mà mới khôi tắt bếp luôn á thì cái mì này nó sẽ bị nguội, ăn không có ngon nữa. Mà để lửa lớn thì nó sẽ cháy mì và nó mất hết sốt. Cho nên mới khôi để lửa nhỏ thôi. Rồi trong lúc mà trộn như thế này mấy khôi có thể nêm nếm lại để xem lúc mì trộn với sốt cà chua nó đã vừa ăn hay chưa, nó có bị mặn hay là nó lạc. Tại vì cái vị ngọt với chua lúc các bạn nêm sốt đó thì nó đã vừa ăn rồi, chỉ có vị mặn hay là lạc thôi. Thì mấy khôi trộn cho nó đều lên rồi bây giờ mấy khôi ăn thử, lấy một cọng mì lên ăn thử xem nó vừa hay chưa ha. Nó vừa ăn rồi các bạn. Cho nên mấy khôi không có nêm muối vào trong này nữa. Ta-da! Vậy là món mì Ý hải sản sốt cà chua của mấy khôi đã xong. Các bạn nhìn thấy rất là hấp dẫn ha. Mùi thì rất là thơm luôn, nó thơm mùi tỏi và các cái mùi lá đó, rất là thơm. Ăn kèm với mì này là phô mai để tăng vị béo nếu mà các bạn thích. Và nếu là thích ăn cay như Mai Khôi sẽ dùng thêm Tabasco hoặc là dầu ớt của Ý hoặc là tương ớt cũng được, rất là ngon luôn.
Đó, món này các bạn thấy làm rất là nhanh. Do Mai Khôi quay video cho nên Mai Khôi làm mì trước rồi mới tới sốt sau. Còn như mà nấu thực tế ở nhà Mai Khôi đó thì Mai Khôi sẽ luộc mì song song với làm sốt thì nó rất là nhanh. Luộc mì xong là các bạn cho vào trong sốt luôn, rất là nhanh. Đó thì cái này là một món ăn gợi ý giúp cho các bạn làm nhanh cho gia đình cùng thưởng thức. Bây giờ Mai Khôi xin kết thúc video ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã bỏ thời gian ra theo dõi cũng như là ủng hộ Mai Khôi. Nếu các bạn thấy thích, hãy nhấn nút đăng ký kênh cũng như like, share và để lại bình luận góp ý cho Mai Khôi nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. À, biến tốt.